Hôm nay mình sẽ chia sẻ món cá hấp với hành gừng nhé. Ở đây là mình đã làm xong chỉ hấp và tí nữa cho ít hành lá lên sau. Mời các bạn cùng vào bếp mà làm với mình nhé. Món cá rô phi hấp gừng ấy, thì trước tiên là các bạn sẽ nọc cá rô phi cho mình. Để mình sẽ lấy cái phần thịt cá rô phi, nhưng trước tiên mình sẽ xẻ cái phần xương ra, mình bỏ riêng ra đã nhé. Trước khi làm thì các bạn rửa sạch cá rô phi ra cho mình, bỏ phần đầu phần đuôi đi nhé. Mình sẽ nọc phần giữa này để lấy thịt nhé. Để riêng ra cái phần đầu phần đuôi nhé, và mình sẽ lấy cái phần thịt thôi nhé. Hấp thì mình hôm nay mình hấp kiểu mới, mình chỉ lấy cái phần thịt thôi, lọc lấy cái phi lê thôi. Còn cái phần đầu, phần đuôi và phần xương này chúng ta sẽ rán sơ qua. Chúng ta làm món sốt cà chua. Còn cái nước sốt cà chua đấy ăn cơm rất là ngon và ngọt nhé. Khi rửa thì các bạn cạo hết cái phần đen trong bụng và rửa sạch hết cái máu đen đi nhé. Được, xong rồi mình sẽ đi thái nhé, bánh luôn vào đĩa để tí nữa mình đi hấp. Chuẩn bị cho mình một cái đĩa này nhé, chúng ta hấp luôn vào cái đĩa như vậy. Phần cá phi lê này, bạn thái vát, thái mỏng nhé, để thái được cái phần xương nó mỏng nhưng không khe tách rời ra nhé. Và các bạn hai miếng các bạn là một, hai miếng vát là một. Là vì sao lại vậy? Để tí nữa mình sẽ bày ra như này. Sau đó mình sẽ làm cái nước sốt, mình mắm gừng, hành mắm gừng chúng ta dưới lên trên để chúng ta hấp, thì mình sẽ có món cá hấp rất là ngon mà không hề bị tanh nhé. Các bạn cứ xếp nhiều lần cho mình như này, cứ sát vào nhau nhé, xếp như vậy nhé, cứ sát vào nhau nhiều lần nào. Cá mình mua cá tươi nó rất là ngon, cá sống mà mình nhờ người ta thịt trực tiếp luôn ở ngoài chợ, và về nhà mình sẵn mình thái phi lê này cho nó ngon và chúng ta sơ chế ở nhà. Làm mỏng ra thì khi mà chúng ta dưới nước sốt vào thì nó sẽ ngấm nhé, vào cá nhé, thì nó sẽ ngon hơn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị luôn một ít gừng các thứ để mình rắc lên trên nhé. Hành tím nhé, hành lá, cả rau, bùi rau thì là thì các bạn cho vào sau nhé. Và bây giờ mình chủ yếu là mình cho cái phần hành tím và phần gừng băm nhỏ nhé, cạo rắc lên trên. Sau đó mình sẽ dưới cái phần nước sốt băm nhỏ thái lát mỏng. Nước sốt ở đây là mình sẽ pha hỗn hợp mắm, tiêu, bột ngọt, bột lên. Các bạn thay mắm bằng nước tương cũng được nhé. Có rượu nấu ăn thì cho một chút xíu rượu nấu ăn cho nó cảm mùi tanh. Không thì dùng cái phần hành gừng này nó cũng đã cảm mùi tanh rất là nhiều. Chúng ta sẽ rắc nhé, để các bạn rắc nhẹ lên trên như này cho mình, để nó cản đi cái mùi tanh
cho món ăn của chúng ta. Hấp như này nó sẽ rất là ngọt và ngon nhé. Giờ thì pha cái nước hỗn hợp để ướp khoảng 20 phút nhé. Các bạn cho mình một thìa cà phê nước mắm này cho thơm này, cho vừa đây không nhỉ, sau tí nữa nó sẽ ra nước nhiều ấy. Nửa thìa cà phê tiêu này. Một chút xíu hạt lêm này. Và bột ngọt cho 1/3 thìa cà phê. Đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ quậy đều cái hỗn hợp nước mắm này đi. Mình không cho đường nhé. Người miền Bắc mình không cho đường, miền Nam thì các bạn có thể cho đường nhé. Hành lá và rau mùi thì là thì các bạn cho vào sau nhé. Đây là cho để đi hấp. Các bạn thấy từng miếng cá nhé, giữa miếng cá này nhé. Không cho nhiều nhé, không tí nữa nó ra nước thì sẽ không ngon ấy. Mình chỉ cho ít để cho đủ ngấm vào từng miếng cá đó. Ướp mình khoảng 20 phút nhé, cho nó ngấm vào từng miếng cá. Sau đó mình mang đi hấp. Bây giờ các bạn cho cá vào cái nồi, các bạn hấp cho mình nhé. Khi mà cái nước ở dưới nó sủi lên, nó bốc hơi lên ấy, thì các bạn chỉ cần hấp cho mình khoảng 10 phút là chín nhé. Đến khi phần cá này nó chuyển sang cái màu trắng đục là được. Cá khi mình hấp này các bạn nhìn thấy không, nó bắt đầu cái bên ria nó đang trắng dần là chín rồi, chín dần lại còn giữa đợi một lúc nữa là chín. Các bạn mà muốn màu cá đẹp hơn ấy, các bạn có thể lấy cho mình một ít nước nước sa tế hoặc là nước ươm cá, các bạn dưới lên nhé thì màu sắc cá nó sẽ đẹp hơn, sắp được rồi đấy. Nhưng muốn giữ được cái hương vị nguyên bản của gừng hành thì các bạn không cần cho gì cho mình. Và khi mà cá mà nó bắt đầu chín như này rồi, các bạn tắt bếp mở vung cho mình nhé. Hơi nước nó bay vào máy quay ạ. Mình sẽ để ra riêng một chút. Cá rất là ngon như này rồi nhé. Các bạn cắt cho mình một ít hành lá này, rau thơm các bạn vắt lên trên cho mình thì mình sẽ có một món ăn rất là hoàn hảo nhé. Thơm ngon và cái quan trọng là nó không hề bị tanh nữa. Bây giờ các bạn đậy vung lại cho mình khoảng 1 phút nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp được 1 phút rồi ạ. Chỉ cần 1 phút là cái hành nó sẽ chín tới như vậy. Nó vẫn giữ được cái độ xanh thì cực kỳ ngon luôn ạ. Cả hấp hành cùng. Bây giờ mình sẽ cho ra để thưởng thức nhé.